các bậc phụ huynh học sinh và các em học sinh có xe đải ở ngay khu vực giáp với cổng trường, khu vực cho thầy quét bằng đứng cho xe lùi về phía đằng sau. Đây là thầy hiệu trưởng. Đây là bang chủ ngôi sao biết học cho chị em ở bên Hàn Quốc. Báo lớn Quang Hưng làm kính vào tất cả các em học sinh ở các khu. Đây là nick Facebook Cam Năm phải không? Ra nhà xuống bên gạch này bỏ ra được cho xe lùi vào cháu. Tài xế Bùi Anh Cường.